Xin chào các bạn. Gà hầm thuốc bắc là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, dùng để bồi dưỡng cơ thể dành cho những người có cơ thể yếu, mệt và cần phải bồi bổ. Thì xin mời các bạn tham khảo và cách làm của mình ngay sau đây. Thì nguyên liệu ở đây thì mình cần là một con gà ri này. Gà mình mua là 1,2 kg. Về mình thì đã rửa sạch sẽ, rửa sát muối và tẩy gừng. Và phần da của con gà rất là sạch sẽ rồi các bạn. Gà tiềm hầm thuốc bắc này thì mình sẽ dùng cái con nó vừa phải, không to quá mà cũng không nhỏ quá. Hầm thì tới. Rau củ thì mình cần là rau ngải cứu là 15g và hành khô 20g và một cái gói gia vị thuốc bắc là gà tần các bạn. Thì mình sẽ ra chợ ra mua ở những cửa hàng tạp hóa thì nó sẽ có sẵn một cái gói gia vị thuốc bắc này, nó trong nó có đầy đủ các loại thuốc bắc cho mình. Và mình sẽ đi sơ chế các bạn. Thì hành này thì mình sẽ thái lát mỏng. Về phần rau ngải cứu này thì mình sẽ thái cắt khúc khoảng 1,5 đến 2 cm. Về phần con gà này thì mình chỉ cần chặt ngắn bớt cái chân và mình sẽ hầm nguyên cả con các bạn nhé. Đấy, mình chỉ cần chặt bỏ cái đôi chân này ra thôi. Mình sẽ hầm cả nguyên cả một cái con gà. Về phần phao câu này thì gà ri, gà ta thì có người rất là thích ăn phao câu nhưng nhà mình thì không thích ăn phao câu nên mình sẽ cắt bỏ. Mà cái phao câu thì nó cũng không tốt cho sức khỏe đâu các bạn, thì mình cũng bỏ đi. Mình sẽ làm một loại nước để cho vào táo gân gà. Thì mình sẽ đổ 2 lít nước sạch và cho chỗ gừng. Mình sẽ cho 3g muối tinh và khoảng 50ml giấm trắng. Mạch nha thì mình sẽ cho khoảng 10g. Các bạn cũng có thể cho mật ong thay bằng mạch nha nếu mà mình không có mạch nha. Sau đó nước sôi thì mình sẽ thả con gà vào mà mình sẽ trần sơ qua khoảng khi mà nước sôi tầm khoảng 2 phút. Thì mình sẽ vớt con gà ra để rồi sau đó mình sẽ đi chiên các bạn nhé. Đấy, mình sẽ trở qua mặt cái cho cái nước màu của mình nó vừa nước màu vừa trần này. Vừa tạo màu của con gà khi mà chiên lên thì màu nó sẽ vàng, nó sẽ là đẹp và ngon. Được rồi, và bây giờ thì mình sẽ vớt ra các bạn. Khi mình vớt ra rồi mình sẽ lấy một cái nồi đổ dầu ăn vào để chiên. Vừa để tạo màu của con gà và tạo cái độ dai của miếng thịt. Đấy, khi mà dầu sôi tầm khoảng 200 độ thì mình sẽ thả gà vào. Và mình sẽ đậy tạm thêm một cái vung đi. Khi mà mình dầu nó cao, nhiệt cao thì nó sẽ bị bắn nổ. Mình sẽ đậy một cái vung và hơi hé hé ra, vung xoong cho nó cứ hơi nước bay lên. Các bạn nhìn này, khi mà mình gì thì màu của nó chiên qua này, màu của nó khá là đẹp đẹp. Và bây giờ mình sẽ trở cái mặt dưới lên mặt trên. Các bạn nhìn thấy màu khá là đẹp đúng không? Đây, mình tăng nhiệt lên và để cho màu, khi mà màu và con gà này sang cái màu cánh gián như thế này, gần giống như cái màu gà quay các bạn, thì là được. Thì mình sẽ đi làm cái nước hầm thuốc bắc các bạn nhé. Thì mình sẽ đổ dầu vào và đổ cái hành khô, cái gừng, cái lát mình sẽ cho vào đây để phi thơm lên. Khi mà phi thơm được gừng và hành thì mình sẽ cho cái thuốc bắc, gói thuốc bắc mình vừa cắt ra, và mình sẽ cho vào trong này để xào cho nó vàng lên các bạn. Cái gói thuốc bắc này của mình thì nó cũng đầy đủ gia vị rồi. Và mình sẽ đổ vào khoảng 2 lít nước. Mình vừa nãy mình mải chỉnh máy quay nên quên không quay. Nhưng mà mình sẽ đổ khoảng 2 lít nước các bạn nhé. Vào hầm và mình bắt đầu lên gia vị. Hạt nêm là 5g. Bột canh là 3g. Bột ngọt 3g. Đường trắng 15g.
Nước mắm thì mình sẽ cho vào khoảng 20ml, nó tương đương với 2 cái muỗng canh này các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đảo đều cho nó tan hết những cái gia vị mình vừa nêm. Và mình sẽ nếm thử qua các bạn. Khi mà mình nếm như thế này thì cái vị của nó sẽ là hơi nhạt nhạt một chút xíu các bạn nhé. Để khi nó cạn thì nó vừa mồm vừa miệng. Và mình sẽ cho một lửa già cái chỗ ngải cứu vào để mình cho vào om luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu thả gà vào để hầm các bạn. Con gà của mình sẽ cho vào trong này và để hầm. Mình sẽ hầm con gà này trong khoảng thời gian là 60 phút. Gà hầm thuốc bắc này thì nó rất là bổ dưỡng, dùng để bồi dưỡng cơ thể dành cho những người mới ốm dậy hoặc là những phụ nữ có thai cần phải bồi dưỡng cơ thể thì rất là hợp lý, rất là ngon các bạn. Sau khi mình đã hấp được 30 phút rồi các bạn thì mình sẽ trở mặt dưới lên con gà để mình sẽ trở lại và mình sẽ cho một chút xíu những cái ngải cứu lên trên các bạn. Đấy, và mình sẽ tiếp tục hầm trong khoảng thời gian là 30 phút nữa các bạn nhé. Sau khi mình hầm được 1 tiếng các bạn, nhìn rất là ngon và hấp dẫn các bạn. Mùi của thuốc bắp và nó bốc hơi lên mũi, mình ngửi rất là thơm. Thật là tuyệt vời, một cái món ăn mà dùng để bồi dưỡng cơ thể không thể thiếu được trong tất cả gia đình của nhà mình. Và mình sẽ nêm thử lại một lần nữa các bạn. Vị mình vừa nêm thì khá là vừa miệng rồi các bạn này. Vị nó sẽ hơi nhạt nhạt thì mình sẽ rắc thêm một chút rau ngải cứu nữa là được các bạn. Và mình sẽ bắc ra và thưởng thức. Như vậy hôm nay thì mình đã giới thiệu và chia sẻ xong với các bạn cách làm món gà hầm thuốc bắc. Các bạn nào thích video này của mình thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.